Đây thì con ZT 140 nè, ZT Plus 140 đây, có đồng hồ báo bây giờ luôn nè con, mua tam ở Thái Lan luôn nha. Sản phẩm là bảo hành cho con 2 năm nha. Có số dòng của ta ZT đẹp quá hả? Cái dòng này nếu bà con mà xài nhất thái nè, khi bà con mua được tặng một chai nhớt này nè, rồi cho bên mua cửa hàng á thì tặng một chai nhớt nè cho cha Thái Lan nha, mà chơi chung với máy á, đi chung với máy là có chai nhớt chứ có chụp bô đó, còn nguyên thùng đó là không có bà con, nguyên thùng khô ra thì chỉ có không có chụp bô này nè, bô nó không có, chỉ cho chai nhớt thôi, còn anh em cho luôn cái chụp bô, chai nhớt thì theo thùng rồi, con yên tâm mua là có nhớt, có chai đó. Chai nhớt này á, lần đầu tiên mà con đổ vô máy á, là lần đầu tiên đổ nhớt máy luôn á, tập thùng á là chạy 50 giờ đồng hồ báo 50 giờ là con thay, lần sau là 100 giờ, lần sau nữa là 100 giờ, 100 giờ điều lên, nghĩa là nhớt này là xài đúng 100 giờ than lần, rồi lần đầu tiên là 50 giờ con cứ xài thôi dễ lắm. Rồi con là có nhu cầu luôn là 0886356717. Chúng ta dứt đây là 140 nha. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nè, 0886356717. Ok rồi bà con.